Rồi bán cho anh em hết đống này nha anh em. Hết đống này là đồ của quay này 110 bên tay nha. Hết đống này bao gồm là cái dên nè, bộ nồi nè đó. Rồi full đóng đồ dụng nha. Đồ dụng là full nóc máy, bánh đỡ sinh cam, cần sinh cam. Rồi full cái ống này mình bán cho anh em giá là 1.1 triệu nha anh em. Đây là dên quay nai 110 con tay nha. Đó. Dên này mã 96 nha. Cái dên còn khá là đẹp. Nguyên zin, thấy là chưa có ép luôn nha anh em. Dên này là nguyên zin chưa ép. Nhưng mà mình bán dạng tính xác thôi nha anh em. Anh em mua về muốn làm gì làm. Đó. Có luôn bộ nồi tạ luôn nha anh em, nồi tạ nhôm hú. Đó. Nói chung là hình sao hàng vậy nha. Đó. Bán là dạng tính xác thôi. Anh em mua về muốn làm gì làm. Đây, đây là full bộ nồi sao. Nồi này đời có 6 lò xo chống giọng nè. Mình bán dạng tính xác thôi nha anh em. Đó, đừng có kêu mình bao nồi không giọng hú này kia ha. Tại vì bán cả đống thì giá rẻ cho anh em ha. Cả đống này bán cho anh em giá chỉ 1.1 triệu thôi. Đó, hình sao hàng vậy. Đó. Hình trong hình có cái gì là giao cho anh em cái đó. Rồi bán cả đống luôn. Đó, một đống đồ dụng nè, anh em mua lẻ ốc hán này cũng cả 2 sợi rồi. Xét dên bán 7-800 rồi. Đó, xét dên nồi bán cũng có 5-600 rồi. Mà thôi em bán cái đống này chỉ 1.1 triệu thôi. Đó, anh em nào về lấy về độ chế thì cứ alo em nha.